Tiếp theo chương trình, xin mời bé Ngọc Linh sẽ đăng trình bày nhạc phẩm Ngày Xưa, tác giả Trần Thanh Liên. Xin kính mời bé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà, cô bác, hôm nay kỷ niệm 74 năm, ngày 18 tháng 5, ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hoàn Hảo, con xin hát một bài hát được mang tên Ngày Xưa. Bài hát này của cha con sáng tác để dạy con hiểu được sự màu nhiệm của Đấng Siêu Thần ra đời cứu độ chúng sanh. Con kính mời với ông bà cô bác cùng thưởng thức. Con kính chúc với ông bà cô bác thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý. Nam mô A Di Đà. Hiền lương nhân ai, khấn vái Phật trời.